trong cái đầu óc rất là đơn giản của người dân Việt Nam. Ở đây có chính phủ, có quân nhân của Hoa Kỳ, có sự giúp đỡ của một cái cường quốc gọi là đứng đầu thế giới tự do rồi, mà giúp chúng ta chống đỡ cái nhiễm bệnh, thì có việc gì mà phải lo. Đây là một trong những chia sẻ của cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Bùi Diễm, được trích trong bộ phim lịch sử nhan đề Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam, vừa được ra mắt tại trường Đại học George Mason, Virginia hôm 2 tháng 3 vừa qua. Bộ phim có thời lượng 17 tiếng, được chia làm 15 phần, nằm trong một dự án nghiên cứu lịch sử chiến tranh Việt Nam theo thể thức truyền khẩu, được thực hiện bởi Alex Thái Võ, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Cornell, Hoa Kỳ. Khi mà mình gặp cựu đại sứ thì là ông đã 90 tuổi rồi, thì mình cũng không biết ông sẽ còn với mình được bao lâu nữa. Mình là người học sử thì mình hiểu được là khi những cái người này mà không còn nữa, những cái giới mà ông cha mà không còn nữa đó, thì lịch sử đôi khi nó sẽ đi chung với họ luôn. Thành ra mình cần phải tận dụng cái thời gian của mình để làm những cái công việc giống như vậy, ngoài những cái công việc khác nữa, để mà duy trì lại cái lịch sử đó cho chính bản thân mình và tương lai con em của mình. Chiếm trọn toàn bộ thời lượng của bộ phim là lời của cựu đại sứ Bùi Diễm kể về những điều mà ông đã mắt thấy, tai nghe trong suốt hàng chục năm hoạt động trong ngành ngoại giao, cũng như chính giới của Việt Nam Cộng Hòa, giữ các chức vụ như Tổng trưởng Phủ Thủ tướng, Ủy viên Ngoại giao và Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Sự thực thì không phải là có một cái cao vọng gì mà làm lịch sử hoặc là viết lịch sử, nhưng mà chỉ là một cái gọi là một cái mong muốn trung thực, muốn góp phần vào để cho mọi người hiểu rõ hơn về những cái khía cạnh phức tạp của trận chiến tranh ở Việt Nam và đặc biệt là sự can thiệp của người Mỹ vào chiến tranh Việt Nam. Bản thân đã từng viết nhiều tác phẩm bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt nói về cuộc chiến Việt Nam. Cựu đại sứ Bùi Diễm cho biết ông vẫn muốn tham gia dự án này bởi tự thấy mình có một sứ mệnh phản bác lại thông tin lịch sử sai lệch về miền Nam Việt Nam cũng như sự can dự của Hoa Kỳ. Là một người đã có một cái bổn phận đối với đất nước Việt Nam và đồng thời cũng đã có dịp tham gia vào những cái gọi là cuộc hội đàm giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi có bổn phận phải nói lên những cái gì mà tôi đã biết, đã thấy tai nghe. Là một dự án học thuật phi lợi nhuận, phải mất 6 năm ròng rã kể từ năm 2012 thì tác giả Alex Thái mới hoàn thành bộ phim và cho ra mắt khán giả. Mình không ở gần với cựu đại sứ thì ở Washington DC, mình ở trên New York. Thì mỗi lần để mà làm được một cái chương trình như vậy thì về cái mặt tài chính thì mình lại không có nhiều. Thành ra thì đa số là mỗi lần muốn đi làm cái này thì cứ lái xe đi xuống. Xuống thì ở khoảng chừng 2 ngày interview được khoảng chừng, tại vì cụ cũng lớn tuổi cho nên không có phải là ngồi xuống mà interview 17 tiếng liên tục. Đôi khi interview đâu được nửa tiếng rồi phải nghỉ, rồi đôi khi interview 1 tiếng phải nghỉ, rồi phải chạy về New York, rồi mấy tháng sau thì mới chạy xuống lại nữa. Theo anh Alex Thái, dự án lịch sử truyền khẩu này không có tham vọng bao quát hết lịch sử của cuộc chiến Việt Nam hay đưa ra bất kỳ kết luận về sự kiện lịch sử nào. Tác giả của dự án chỉ mong muốn, thông qua lời kể của những nhân chứng sống, có thể phần nào vẽ nên bức tranh miền Nam Việt Nam để người xem hiểu rõ hơn về cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc. Cái ước mơ của mình là trong vòng khoảng chừng 10, 15, 20 năm là sẽ thành lập một cái trung tâm lưu trữ ở Hoa Kỳ cho người Việt ở Hoa Kỳ để thu thập tất cả những cái tư liệu văn bản để mà cái trung tâm này để cho nhiều người có thể đến tham khảo và hiểu thêm về lịch sử mà không bị giới hạn bởi những cái yếu tố giống như là kiểm duyệt hay hành chính. Trong tương lai, không chỉ tìm kiếm ghi lại ký ức của những nhân vật có tên tuổi, anh Alex Thái còn hy vọng sẽ bổ sung vào kho tư liệu của mình câu chuyện của những cá nhân bình dị như một người lính hay một người nông dân, những người đã sống trong những ngày tháng chiến tranh khốc liệt, để lại cho con cháu người Việt tại Hoa Kỳ, đặc biệt là những người nghiên cứu lịch sử, một nguồn tài liệu vô giá.